Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày làm việc cuối tuần, nắng ráo xảy ra tại hầu khắp các tỉnh thành hai đầu đất nước. Còn các tỉnh thành miền Trung thì mưa chỉ còn diễn ra rải rác với lượng nhỏ ở Trung Trung Bộ, nên thuận lợi hơn cho sinh hoạt thường nhật của người dân. Cụ thể, Bắc Bộ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường nên trời chỉ nhiều mây về đêm và sáng. Còn trưa chiều có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23 cho tới 26 độ. Riêng một số nơi thuộc khu Tây Bắc có nhiệt độ cao hơn lên tới trên ngưỡng 26 độ. Không khí lạnh tăng cường chỉ khiến mây nhiều ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ về đêm và sáng sớm. Mưa nhỏ diễn ra rải rác từ Quảng Bình trở vào cho tới Quảng Ngãi. Còn trưa chiều trời tạnh ráo, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng nhẹ về chiều nên nhiệt độ tăng lên mức 24-25 độ. Còn với các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế còn nhiều mây nên nhiệt độ từ 23-24 độ. Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi nhiệt độ tăng lên ngưỡng 25-27 độ. Đối với khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trời nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cao trong khoảng từ 28-31 độ, có nơi cao hơn. Còn các tỉnh thành phía Nam bao gồm khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời tạnh ráo, nắng từ sớm và thời gian nắng dài. Ở khu vực Nam Bộ, nắng mạnh và gắt từ trưa và chiều làm cho nền nhiệt tăng nhẹ. Nắng nóng từ 34-36 độ xảy ra ở các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ. Còn với khu vực miền Tây, nhiệt độ ở ngưỡng từ 32-34 độ. Trong khi đó, ở Tây Nguyên, mức nhiệt sẽ tăng lên ngưỡng từ 28-31 độ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-5 mét, biển động, chưa thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 3 tháng 3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!